Ngọc xin chào tất cả cô chú, anh chị em và các bạn. Trong cái video clip này vừa rồi, Ngọc xin chia sẻ một cái suy nghĩ của Ngọc về một cái thắc mắc của một cô mà đã có nhắn comment hỏi Ngọc là có nên dùng cái thuốc bổ tổng hợp của Once a Day hay không. Đối với suy nghĩ của Ngọc và cũng như cái hiểu biết của Ngọc thì Ngọc luôn khuyên mỗi người chúng ta, người lớn và trẻ em cũng vậy, nên uống cái thuốc bổ tổng hợp mỗi ngày một viên. Riêng cho trẻ em á, thì nó có cái loại riêng cho trẻ em, và người lớn thì có loại cho người lớn. Tuy nhiên cho người lớn á, thì nó có hai loại. Một loại á, là nó dành cho người 50 tuổi trở lên, và một loại là Ngọc nghĩ từ 12 tuổi trở lên. Cái lý do mà nó khác nhau giữa người 50 tuổi trở lên với lại cái người dưới 50 tuổi là tại vì khi lớn tuổi thì có một số vấn đề, ví dụ là do cái aging đó, tức là tuổi già đó, thì đôi khi có những cái vấn đề về mắt hay là có những vấn đề về khớp, xương hay là những vấn đề về huyết áp chẳng hạn, thì hoặc là nói chung là đại khái là mình aging thì cái cơ thể mình giống như một cái máy vậy đó, thì giống như tới lúc đó có một số nó có cái vấn đề, nó có nguy cơ sẽ là có cái vấn đề, thành ra là có cần tăng thêm một số chất trong cái thuốc bổ để mà giúp ngăn ngừa những cái chuyện này hơn. Thì đó là cái lý do khác nhau giữa cái người 50, tức là thuốc bổ cho người trên 50 với lại người dưới 50. Tuy nhiên, người trên 50 á, vẫn có thể uống thuốc của những người dưới 50. Nhưng mà những người dưới 50 á, thì không nên uống thuốc mà dành cho người 50 trở lên. Cái lý do là tại vì người 50 á, mà uống cho người dưới 50 á, thì nó có thể thiếu một chút thì không sao. Đủ thì vẫn tốt hơn, nhưng mà thiếu một chút thì không sao. Nhưng mà người dưới 50 á, mà uống thuốc của những người dành cho người 50 á, thì đôi khi có một số chất mình chưa có cần đến, nhưng mà uống nhiều thì nó vẫn không có tốt. Tại vì thứ gì cho đi vào mà không cần thiết, một là nó phải, cơ thể mình nó phải tìm cách nó bài trừ, nó thải ra ngoài để nó không có giữ, gọi là tích tụ lại trong cơ thể á, thì mình không biết được là cái điều gì nó sẽ xảy ra. Và một khi nó cứ tích tụ nhiều hơn, thì tới một lúc nào đó nó quá nhiều thì nó có thể tạo ra những cái vấn đề không hay cho cơ thể. Và khi mà nó, thì đó là một điều không tốt. Thứ hai nữa, mà nếu như cần bài thải ra thì nó lại làm cho cơ thể mình á, làm việc nhiều hơn để mà bài thải ra những cái chất đó, thì đó cũng là một cái điều mà mình không nên, đúng không? Thành ra là chú ý cái điều đó. Thường khi mà, tại vì Ngọc với ông xã Ngọc là đều trên 50, chính xác thì Ngọc giờ là đang 50. Thành ra là Ngọc với ông xã Ngọc là đều uống thuốc, thì trên cái bình thuốc mà cái hiệu này là hiệu của Costco nè, thì nó có là 50 plus right here, cái số 50 cộng. Đó, và cái này là cho những người mà trên 50 tuổi uống. Còn những người mà dưới 50 á, thì nó không có đề cái chữ là 50 cộng đó, nó không có số 50 cộng đó, thì cái đó là bình thường cho người dưới 50 tuổi, thì nên chú ý một chút xíu vào cái điểm đó. Cái lý do mà Ngọc vẫn như là khuyên mỗi người ai cũng nên uống cái thuốc bổ tổng hợp hàng ngày là tại vì một số chất mà nó gọi là khoáng chất đó, chẳng hạn như chất zinc, magie này kia đó, thì đôi khi trong thức ăn, cho dù mình có ăn đầy đủ mọi thứ đi nữa, nhưng mà có một số chất nó vẫn thiếu trong thức ăn. Một phần là do ví dụ như đất đai không, những cái vùng mà không có đầy đủ chất đó, nó không có được trong thức ăn. Nói chung nó có rất là nhiều nguyên nhân, thì Ngọc không muốn làm mất thời gian trong cái video này, nó lãng qua chuyện khác đi.
Nhưng mà Ngọc muốn tóm tắt là như, lý do là như vậy. Thành ra đôi khi cho dù mình ăn đầy đủ thức, mình ăn thịt, cá, tôm, rau, đủ thứ hết, nhưng mà có một số chất nó vẫn không có trong cái thức ăn, hoặc là nó có thì nó có rất ít, và khi mà nó vô trong cái cơ thể của mình, nó đôi khi nó có vấn đề về cái sự hấp thụ của những cái chất này, thì nó lại càng khó hơn nữa để mà cơ thể mình có thể là lấy được nó. Cho nên cái thuốc bổ tổng hợp là như một cái cơ hội để mà mình có thể giúp cho cơ thể lấy được những cái chất này từ cái thuốc bổ tổng hợp đó. Những cái khoáng chất này á, thực sự thì cơ thể nó không cần nhiều, nhưng mà nó lại chỉ cần một chút đỉnh thôi, nhưng mà nó là rất là cần thiết cho một số hoạt động của tế bào trong cơ thể để nó chuyển đổi từ cái này qua cái kia, rồi hình thành cái này, hình thành cái nọ. Chẳng hạn như magie, potassium hay là chất zinc đó, thì trong những video kế tiếp tới, Ngọc sẽ nói tới cái hữu ích và cái lý do cũng như những cái vấn đề gì xảy ra khi mà mình không có đầy đủ những cái chất này trong cơ thể. Thì Ngọc sẽ chia sẻ từ từ, Ngọc sẽ chia sẻ hết những cái vấn đề này. Thì đó là cái lý do mà tại sao mình, Ngọc khuyên là mỗi người, từ trẻ em cho tới người lớn, vẫn nên dùng cái thuốc bổ tổng hợp mỗi ngày một viên đó. Một điều Ngọc xin lưu ý đó là khi mà dùng thuốc bổ tổng hợp này, luôn luôn mình phải uống nó sau khi ăn. Ngọc nghĩ cái tốt nhất là nên uống nó vào cái buổi trưa, sau cái bữa ăn trưa. Đó, cái lý do mà uống nên uống với cái thức ăn á, là tại vì có một số chất ở trong cái viên thuốc bổ này á, nó cần có cái môi trường mà có chất béo, có dầu, có mỡ. Tức là đại khái nó cần những cái chuyện khác để mà nó có thể được hấp thụ vô trong máu dễ dàng hơn. Cho nên khi mà mình uống cùng lúc với thức ăn đó, thì nó tốt cho cái việc hấp thụ. Cũng như có một số cái điều khác, có một số chất ở trong đó nữa, mà khi mình uống vào mà trong bụng đói á, thì đôi khi nó dễ tạo ra cái sự khó chịu trong cái bao tử. Thì đó là những cái lý do mà mình cần phải uống nó sau khi ăn với cái bữa ăn, chứ không bao giờ nên uống mà khi không có bụng đói hoặc là không có ăn. Thì đó là trong những cái điều mà Ngọc nghĩ là cần thiết nên làm để cho nó có cái tác dụng tốt cho mình. Chứ uống vào mà không có tác dụng tốt thì nó không có hay, còn chưa nói là nó tạo ra những cái điều mà không khó chịu cho mình nữa, thì lại làm cho mình càng nản và càng không thích uống nữa. Thì đó đó là những cái chia sẻ mà Ngọc muốn nói tới cái điểm này. Thì Ngọc cũng muốn chia sẻ với cô mà đã hỏi Ngọc cái điều này. Thì nếu như mà cô nghe cái này rồi mà cô có cái thắc mắc gì hơn nữa thì cứ nhắn cái comment cho Ngọc biết, thì Ngọc sẽ nói rõ hơn nữa hay chi tiết hơn nữa vô cái thắc mắc đó nha. Và cũng như vậy, Costco đó, ra cái Costco thì theo như Ngọc biết là Costco từ con nít và sản phẩm từ con nít cho tới người dưới 50 tuổi và tới người trên 50 tuổi là đều có thuốc bổ tổng hợp mà mỗi ngày một lần này đấy, là đều có hết. Và nó đều có cái sự gọi là giống như cái dấu ký hiệu mà Ngọc nói chia sẻ trong cái video trước, là cái dấu hiệu USP này, nghĩa là nó được sản xuất dựa trên những cái tiêu chuẩn đã được đặt ra của Mỹ, thì nó rất là tốt, một cái ký hiệu để cho mình biết rằng là sản phẩm này là sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Thì xin mọi người hãy chú ý mà lấy những cái sản phẩm này để dùng cho nó tốt. Ngọc xin cảm ơn đã theo dõi và xin hẹn lại trong những cái video clip tới của Ngọc. Nếu như hữu ích thì xin bấm cho Ngọc một cái nút like để cho Ngọc động viên tinh thần Ngọc nha. Và Ngọc xin tạm dừng ở đây.